Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Cỗ xe tăng vào vòng 1/8. Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã giữ nguyên đội hình xuất phát của tuyển Đức trước Hungary. Điều này không có gì khó hiểu bởi cỗ xe tăng đã thi đấu quá tuyệt vời trong chiến thắng 5-1 trước Scotland ở trận ra quân, với mọi mắt xích đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong khi đó, Hungary có hai sự thay đổi ở đội hình chính khi Bendegúz Bola và Martin Dardai thế chỗ Adam Lang và Attila Szalai. Sau tiếng còi khai cuộc, Hungary nhập cuộc hứng khởi và ngay phút thứ hai, họ đã uy hiếp cầu môn Đức với tình huống thoát xuống rất nhanh của tiền vệ Roland Szalai. Rất may là thủ thành Manuel Neuer đã kịp thời băng ra truy cản giải nguy cho đội chủ nhà. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với Đức ở phút 11 khi Kai Havertz tì đè cực khỏe vượt mặt trung vệ Orban rồi dứt điểm cận thành trong vòng cấm nhưng không thắng được Peter Gulaksi. Thực tế, Hungary đã chơi khá tốt trong khoảng 15 phút đầu trận trước khi bị Đức dồn ép phải lùi sâu phòng ngự bên phần sân nhà. Đội khách đã chơi kiên cường song họ rốt cuộc cũng sụp đổ. Phút 22, sau pha tranh chấp tay đôi với Ilkay Gundogan, trung vệ Willy Orban loạn choạng ngã trong vòng cấm. Dù vậy, trọng tài đã không cắt còi. Sự chần chừ của Gulaksi trong việc lao ra truy cản đã tạo điều kiện để Gundogan ập vào lấy bóng, chuyền cho Jamal Musiala dứt điểm quyết đoán tung nóc lưới Hungary phá vỡ thế quân bình. Sang hiệp 2, Đức tiếp tục ép sân và phút 67, họ đã có bàn nhân đôi cách biệt nhờ cú đá một chạm bằng chân trái chuẩn xác của Gundogan sau đường căng sệt vào của Mittelstadt bên cánh trái. Ở quãng thời gian còn lại, Đức tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm khác nhưng không tận dụng thành công, đặc biệt là các cú ra chân của cầu thủ vào sân thay người Leroy Sane. Dù vậy, kết quả 2-0 là đủ để họ giành 3 điểm, qua đó đoạt tấm vé đầu tiên vào vòng 1/8 Euro 2024. Ở lượt trận cuối, Đức sẽ gặp Thụy Sĩ còn Hungary chạm trán Scotland. Cả hai trận đấu này sẽ cùng diễn ra vào 2 giờ rạng sáng ngày 24 tháng 6. Croatia rơi chiến thắng ở phút bù giờ. Theo những cách khác nhau, cả Croatia và Albania cùng chịu chung thất bại ở lượt đầu tiên vòng bảng. Cụ thể, trong khi Croatia thua Tây Ban Nha thì Albania gục ngã trước nhà đương kim vô địch Italia. Do đó, để có thể nuôi hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp, cả Croatia và Albania đều sẽ phải cố gắng đánh bại đối phương ở màn so tài trực tiếp. Dù được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm và đẳng cấp nhưng Croatia lại không thể hiện được quá nhiều so với Albania. Phía Albania vừa phòng ngự chắc chắn, quyết liệt mà khi tấn công, họ cũng làm cho hàng thủ nổi tiếng của Croatia lúng túng. Chỉ sau 11 phút bóng lăn, bàn thắng đã tới với Albania. Đón quả tạt vào từ bên cánh phải của Aslani, Lasi lẻn giữa cặp trung vệ Croatia rồi đánh đầu đập đất tung lưới Croatia. Bị dẫn trước, Croatia cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Họ cầm bóng nhiều hơn Albania nhưng không tạo ra được pha bóng nào đáng chú ý. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1, không nghiêng về Albania. Sang đến hiệp 2, Croatia tiếp tục là đội nắm giữ thế trận và quyền kiểm soát bóng. Tuy vậy, vẫn giống như hiệp 1, Albania thi đấu rất chủ động từ việc bắt người cho tới tấn công. Khi Croatia tưởng chừng hết cách để xuyên thủng hàng thủ Albania thì khoảnh khắc xuất thần của Kramaric đã giúp họ ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 74. Sau pha tấn công trung lộ ăn ý, Budimir kiến tạo cho Kramaric băng xuống kết thúc hiểm hóc đánh bại thủ môn Strakosa. Chỉ 2 phút sau, bàn thắng thứ 2 đã tới với Croatia. Từ cánh trái, Budimir thoát xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược để Susic dứt điểm bật người hậu vệ Albania rồi đập trúng Jasula bay vào lưới. Nhưng đó chưa phải là sự kịch tính cuối cùng của trận so tài này. Vào phút 90+5, sự lơ là của hàng thủ Croatia đã giúp cho Albania tìm được bàn gỡ hòa 2-2 quý giá của tội đầu Jasula. Hòa đáng tiếc, cả Croatia và Albania vẫn chưa có nổi cho mình chiến thắng ở Euro lần này. Hiện tại, Albania và Croatia đều có cùng một điểm sau hai lượt đấu. Sekiri giúp Thụy Sĩ giành điểm tại Euro. Như một thói quen, Sekiri lại ghi bàn thắng đẹp cho Thụy Sĩ ở các giải đấu lớn. Ở 3 kỳ World Cup và 3 kỳ Euro gần nhất, ngôi sao 32 tuổi đều lập công. Nhờ bàn của Sekiri, Thụy Sĩ có 4 điểm sau 2 trận và sáng cửa giành vé vào vòng knockout Euro 2024. Phút 26, từ đường chuyền về bất cẩn của hậu vệ Anthony Ralston, Sekiri vung chân dứt điểm luôn ở sát vòng cấm. Đường cong tuyệt hảo khiến thủ môn Angus Gunn không thể cản phá. Đó gần như là lựa chọn duy nhất để ghi bàn, giúp Sekiri trở thành cầu thủ đầu tiên chơi tại giải nhà nghề Mỹ MLS lập công ở một kỳ Euro. Tính rộng hơn, anh cũng là người đầu tiên thi đấu tại châu Mỹ ghi bàn ở cúp bóng đá châu Âu. Sau thảm bại 1-5 dưới tay chủ nhà Đức ở trận ra quân, Scotland nhập cuộc đầy quyết tâm trước Thụy Sĩ. Nhờ đó, họ mở tỷ số ngay phút 13. Từ pha phản công nhanh khởi xướng bởi đội trưởng Andy Robertson, bóng được trả ngược ra để Scott McTominay dứt điểm. Trung vệ Fabian trong nỗ lực cản phá, vô tình đưa bóng về lưới nhà. Thụy Sĩ chỉ phải chơi trong thế bám đuổi 13 phút trước khi Sekiri đưa tỷ số về thế cân bằng. Trong phần còn lại hiệp 1, các học trò Murat Yakin chơi lấn lướt nhưng không thể vượt lên khi tiền đạo gian đoi quá vô duyên trước khung thành đối thủ.
Sang hiệp 2, đội cần 3 điểm hơn là Scotland tạo ra thế trận nhỉnh hơn. Đội trưởng Robertson tiếp tục nổi bật khi góp mặt trong nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó có quả tạt cho Grant Hanley đánh đầu trúng cột dọc. Bên kia chiến tuyến, Doyle tiếp tục bỏ lỡ còn Brin Embolo bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Nhiệm vụ của Thụy Sĩ ở lượt cuối là không thua đậm Đức để đảm bảo vé đi tiếp, còn Scotland cần thắng đậm trước Hungary, đội yếu nhất bảng A. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín. Truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.